Các quầy cước chuyển vùng quốc tế cho SIM Viettel hoạt động ở 128 quốc gia và vùng lãnh thổ. Quầy cước đầu tiên, quầy cước DR3. Chỉ với 130k, các bạn có ngay 1GB data sử dụng trong vòng 3 ngày. Quầy cước thứ hai, quầy cước DR7 với 250k sử dụng trong vòng 7 ngày, các bạn có 2GB data. Quầy cước thứ ba, quầy cước DR15 với 550k sử dụng trong vòng 15 ngày, có ngay 5GB data. Và gói cước cuối cùng, gói cước DR30 với 1,1 triệu sử dụng trong vòng 30 ngày, các bạn có 10GB data. Để đăng ký các gói cước này, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn cú pháp tên gói cước gửi 191. Các bạn lưu ý thì tất cả các gói cước này đều tự động gia hạn khi hết chu kỳ, nên là tránh trường hợp hệ thống tự động gia hạn khi các bạn không còn nhu cầu nữa, hãy soạn tin nhắn để hủy chế độ tự động gia hạn nhé. Cú pháp hủy dấu cách tên gói cước gửi 191. Và trong trường hợp các bạn đăng ký các gói cước trên không thành công, có thể do SIM của các bạn chưa chuyển vùng thành công, thì trong trường hợp này hãy nhắn tin để lại tin nhắn hoặc liên hệ trực tiếp với Nghĩa Viettel để được hỗ trợ chuyển vùng quốc tế nhé. Nghĩa Viettel hỗ trợ tất cả các dịch vụ của Viettel như lắp đặt internet truyền hình, đăng ký các gói khuyến mại trên SIM đang dùng, đăng ký chuyển mạng chuyển vùng quốc tế, và các dịch vụ mới của Viettel như lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời và xây nhà trọn gói. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.